Xin chào bạn, mình là Huy của đơn vị Small Gym. Hôm nay chúng ta sẽ lại bàn một chút về cái vấn đề cơ địa nhé. Trước khi vào video hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái bài test đơn giản cho cái phần bắp tay. Nhớ là các cái bài test này thì nó sẽ không áp dụng cho những người mà không có cơ bắp. Thế nên thì trước khi mà khóc lóc về cái vấn đề mà cơ địa ấy, thì hãy xách mông lên và đi tập đi nhá. Ok, đầu tiên thì các thanh niên sẽ gập cánh tay lại một góc khoảng 90 độ cho mình và cuộn phần tay, cẳng tay lại. Rồi tiếp theo là gồng và giữ. Và comment xem là chúng ta sẽ cần bao nhiêu cái ngón tay để lấp đầy cái khoảng trống ở tay này nhá. Ok, xong hết chưa? Rồi tiếp theo đây tôi sẽ nói cho các thanh niên biết về cái bài test này nó vớ vẩn như thế nào. Ok, cái bài kiểm tra ngón tay này thì nó được các dân chơi đồn thổi là để test cái tiềm năng phát triển của bicep. Ông nào nick được càng nhiều ngón tay vào ấy thì bicep sau này sẽ càng to. À nhầm, càng teo. Ví dụ như tôi, nói đơn giản thôi, tay trái của tôi thì nhét được một ngón út, còn tay phải của tôi thì full option. Thế nên thì gen của tôi là số 1 Việt Nam nhá. Đấy, các thanh niên thấy đấy, chúng ta sẽ có một cái hệ quả đầu tiên từ mấy cái bài test này. Thứ nhất là nó gò bó cái tiềm năng phát triển của bản thân mình lại. Ok, không có vấn đề gì cả. Muốn xử lý mấy cái vấn đề về mặt tâm lý này ấy, thì chúng ta sẽ phải đi ngược lại dòng lịch sử một chút, quay trở lại với những năm 70 của bộ môn bodybuilding và đến với kỷ nguyên vàng của thể hình. Như trong cái video lần trước thì chúng ta có nhắc đến 3x MrOlympia Sergio Oliva và sau đó thì là Arnold Schwarzenegger. Đây là hai cái ví dụ điển hình của cái độ dài bicep mà nó hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể thấy là bicep của Oliva thì nó kéo dài đến tận cẳng tay, trong khi thì kẻ hủy diệt của chúng ta lại có bicep rất ngắn, nhưng mà bù lại thì nó lại có cái phần pick rất nổi trội. Hay như là cái đối thủ truyền kiếp của Arnold là Lou Ferrigno, cũng là một trong những người sở hữu bicep rất dài, nhưng mà Arnold vẫn ăn. Cho đến khi mà Arnold gặp một tên có bicep vừa ngắn lại vừa xấu hơn mình, đó chính là Frank Zane. Frank Zane thì mà thi Mr. Olympia vào thời điểm này ấy, thì chắc là hạng mục Men Physics cũng không ăn nổi đồng chí nào quá. Cái bazem chấm điểm giờ thì nó đã thay đổi đi rất là nhiều rồi. Ok, chúng ta cũng có một người có bicep rất ngắn nhưng mà vẫn ăn Mr. Olympia, đó là Franco Columbu, là bạn thân của Arnold. Tình hình là có vẻ từ khi xuất hiện mấy cái ông bicep ngắn ấy, là mấy ông bicep dài với cả cơ địa số 1 thể hình thế giới như là mình ấy, bay màu hết. Chúng ta có nhà vô địch tiếp theo là Chris Dickerson. Ok, ông này thì bicep xấu vãi trưởng, vừa ngắn lại vừa tù, nhưng mà quan trọng nhất là vẫn thắng. Tiếp theo chúng ta có huyền thoại 8 lần vô địch Mr. Olympia là Lee Haney. Đây nhá, đến cả nhà vô địch huyền thoại thì hai cái bắp tay này các bạn nhìn này, nó cũng chẳng cân nhau. Thế nên thì các ông cứ đòi mà tập để cân cơ thể ấy, cân thì méo là được. Từ đầu video đến giờ thì các thanh niên có thấy là ông nào giống ông nào đâu đúng không ạ? Ok, thì sau Lee Haney chúng ta có Dorian Yates với 6 lần vô địch Mr. Olympia liên tiếp, bắt đầu từ năm 1992 cho đến năm 1997. Và đặc biệt là năm 1994 thì ông này ông bị rách bicep, và từ đây thì sở hữu một bên bicep bị tụt hơn, nhưng mà vẫn thắng 4 phát thông các thanh niên nhá. Tiếp theo là chúng ta có Ronnie Coleman. Ronnie thì khỏi nói rồi, với mình thì đây là vận động viên nhiều cơ bắp nhất trong lịch sử, và cũng sở hữu bicep trước ngắn. Tiếp theo là 4x champion Mr. Olympia Jay Cutler với form bicep y hệt Dorian Yates, nhưng mà là sau khi chấn thương. Lưu ý nhá, cái này là 100% genetic nhá, chứ không phải là chấn thương xong mới sở hữu cái bicep tù như này đâu nhá. Tiếp theo thì 2008 chúng ta có The Blade Dr. Justin, người bị nghi ngờ là tiêm silicone nhiều nhất trong lịch sử. Hết nghi vấn về cái vấn đề tiêm vào bắp chân này rồi lại đến bắp tay. Nhưng mà nhìn kỹ thì cũng ảo thật, bắp chân thêm hẳn một múi như thế này thì ai mà chẳng nghi ngờ cho được. Đấy nhá, đến cả vô địch Mr. Olympia mà người ta vẫn còn tự ti ở bản thân của mình như thế này. Thế nên thì việc mà các thanh niên tự thấy mình bị thọt và thấy cơ thể của mình toàn điểm yếu ấy là cái điều hoàn toàn bình thường. Vấn đề là người ta không từ bỏ các thanh niên ạ. Giữ kỷ lục tham dự Mr. Olympia nhiều nhất trong lịch sử với 21 lần liên tiếp và không bỏ một năm nào, và bắt đầu từ năm 30 tuổi. Ok, tiếp theo thì là người có bicep đẹp nhất trong lịch sử. Cái này thì là mình tự nhận định thôi nhá, đó chính là Phil Heath. Không biết cái cảm giác mà vừa sở hữu bicep nó vừa dài mà nó lại vừa nhọn thì nó như thế nào các thanh niên nhỉ? Nhưng mà các bạn cứ nhìn kỹ nhá, thực ra thì bicep của Phil ấy cũng sở hữu một bên bicep bị nhỏ và ngắn hơn bên còn lại một chút đấy. Và khi mà nói đến Phil thì không thể quên được đối thủ truyền kiếp của thanh niên là Kai Green rồi. Đây là một cái cặp ví dụ trực quan nhất về việc bicep dài và ngắn thì nó khác nhau như thế nào. Ok, thì trên đây là tổng hợp một vài cái ví dụ để các thanh niên có thể hiểu được rằng là dù có sở hữu gen di truyền như thế nào thì các thanh niên vẫn có thể thành công trên con đường tập luyện thể dục thể thao. Và trước mắt thì là sở hữu một body ngon nghẻ hơn. Còn làm nhà vô địch thì để nghĩ sau nhé. Vì để sở hữu một gen vô địch thì chúng ta còn phải xét trên nhiều cái phương diện khác nhau. Ví dụ như là người sở hữu bicep tù nhất mà mình thấy hiện tại trong dàn Mr. Olympia ấy, là Shibam ấy, thì thanh niên vẫn có thể tìm cách để cải thiện được. Vậy nên thì chúng ta vẫn có cách để xử lý cái vấn đề này. Ok, lại cùng đến với lớp giải phẫu của chú Huy Small Gym nhá. Ở phần bicep này thì chúng ta đã quá quen với cái việc mà gọi nó là cơ nhị đầu tay trước rồi đúng không ạ? Tức là các thanh niên đã biết được là nó có hai đầu rồi nhá. Một đầu ngắn, short head, và một đầu bên ngoài tên là long head. Và ở đây thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái phần short head ấy thì nó to và dài hơn rất nhiều khi mà so với cái phần đầu còn lại đúng không ạ? Nhưng mà nó vẫn bị gọi là short ngắn, trong khi mà cái đầu ngoài thì nó lại bé tí. Vấn đề là do cái phần bám gân của cái bó cơ ấy. Mặc dù hai đầu dưới của nó thì có cùng điểm bám là đầu lồi củ xương quay, nhưng điểm bám gân của hai cái đầu ở phía trên thì nó lại khác nhau. Đầu ngắn thì nó bám ngay ở phần mỏm quạ của xương bả vai, còn đầu dài thì nó lại bám lên tận phần phía trên của ổ chảo. Vậy nên thì nếu mà so sánh tổng thể toàn bộ cả cái bó cơ thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái việc đặt tên như thế này là hoàn toàn chính xác. Những cái phần này thì nó sẽ có trong cái khóa đào tạo nhân lực của Small Gym vào tháng 10 này nhá. Ok, các thanh niên cứ nghĩ rằng là cái phần tay trước này thì nó chỉ riêng lẻ có mỗi bicep thôi đúng không ạ? Không phải như vậy đâu. Ngoài bicep ra thì chúng ta còn có một cái nhóm cơ ẩn phía sau nữa, và nó cũng có cùng chức năng gập cánh tay giống như là bicep, tên là brachialis. Phía trên này thì chúng ta còn có một nhóm cơ nữa, coracobrachialis, hay còn gọi là cơ quạ cánh tay. Nhưng mà chức năng của nó thì khác với bicep brachi và brachialis, thế nên thì là thôi, bỏ qua nó luôn. Được rồi, quay trở lại với bicep. Thì cấu tạo của bắp tay trước bao gồm là đơn giản là một cái bó cơ được túm hai đầu lại, và hai đầu đó thì được gọi là gân. Và tỷ lệ độ dài giữa phần cơ và phần gân này thì nó là genetic xác định và không thể thay đổi được. Nói đến đây thì chắc là khối thanh niên bắt đầu chán và kiểu như là tập mẹ nữa, khi mà trời đã quyết định toàn bộ cái khả năng phát triển tối đa của mình rồi. Ok, chúng ta vẫn có một số cách để xử lý phần nào cái vấn đề này. Vừa giới thiệu qua về giải phẫu rồi đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại không áp dụng vào ngay và luôn cho việc tập luyện nhỉ? Ví dụ đơn giản nhé, nếu mà các thanh niên sở hữu phần bicep ngắn ấy, và làm cho cánh tay của mình nhìn mỏng hơn so với các cái thanh niên có cùng hạng cân chẳng hạn, thì quay trở lại cái phần giải phẫu thôi. Chúng ta có một cái nhóm cơ ẩn phía sau phần bicep là brachialis, và nó cũng có cái chức năng giống như bicep brachi, nhưng mà không ai quan tâm đến nó cả. Vậy nên thì việc mà các bạn bỏ thời gian ra để tập trung cải thiện cái nhóm cơ này, nó sẽ cho các bạn một kết quả cực kỳ bất ngờ. Lưu ý là vì cái đầu bám của nó có khác biệt một chút so với bicep, nên là nó sẽ có một cái cách tập luyện nó chuyên biệt hơn. Cách tập luyện chi tiết thì mình đã có làm hẳn một video rồi, nên là các thanh niên có thể xem qua ở phía trên đây nhá. Và tôi thề với các thanh niên ấy, thanh niên nào mà lần đầu tiên nghe đến cái nhóm cơ này thì chỉ sau khoảng tầm 4 tuần áp dụng thôi, số đo cánh tay trung bình mà những người mà tôi cho trải nghiệm thì họ tăng khoảng 1 cm trong trạng thái nghỉ. Lưu ý là trong trạng thái nghỉ đấy nhá. À mà trong đây thì còn đính kèm cả việc tập tay sau nữa. Nhớ là phần tricep thì nó to gấp đôi phần bicep đấy, thế nên là chăm nó kỹ một tí nhá. Còn với các thanh niên mà sở hữu phần bicep dài mà vẫn muốn pick nhọn giống như tôi ấy, thì các cái bài tập trong tư thế kéo giãn là phương pháp hữu hiệu nhất. Cái này tôi học lỏm từ mấy thanh niên thể dục dụng cụ đấy. Ví dụ như là trong các cái động tác gồng giữ của mấy thanh niên gymnastics. Nhưng mà không cần thiết là nó phải khó như thế này. Các thanh niên có thể thử với incline dumbbell curl với góc nghiêng khoảng 45 độ chẳng hạn. Mà cái bài này mà khi áp dụng với các thanh niên mà không giãn ngực vai bao giờ ấy, thì ối rồi ôi luôn. Hồi trước thì mình cũng có làm rất nhiều clip chi tiết về việc tập tay, và các thanh niên có thể coi lại ở phía trên đây nhé. Còn giờ thì cảm ơn các thanh niên đã quan tâm theo dõi. Mình là Huy và mình là huấn luyện viên của Small Gym. Với các bạn có nhu cầu đăng ký tập luyện online, offline, cũng như là đăng ký mua sách chỉ dẫn cơ bắp hay là 13 tuần giảm mỡ, thì các bạn có thể liên hệ cho mình tại fanpage Small Gym, Instagram của mình là small.gym, hay là Facebook cá nhân của mình. Mọi chi tiết thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả nhé. Còn cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Huy và mình là huấn luyện viên của Small Gym. Còn giờ thì bye bye.